con mùi. Ngày mới kia lên con là thử này. Bạn sẽ là khi nhau bạn buồn lên. Hôm nay là đang mau đã xa cho mùi đẹp ra. Tên nhau bạn lộ nôm cookie rồi. Nâng này. Hãy chân tới thì tiết trên phì nắng từ tên từ visit V store bọc bòn chị An thì An với nó em hua với nó ai đổ với nó hay chân ở lại tên khúc hơi hay chân phải tham vô dương mình luôn nông khúc khi hiện hoàng ngày phút mùa ngày sọc chân bà xanh chị chân bàn ấy cũng thích order phòng ngang ngày ai order bàn tạm Instagram hoặc chị bọc bụng khi dạ ai ai tập bình đăng thế nào khe lại dương thì cần lùi sẵn khe lại dương tên nhà bạn khai vậy sell plastic nha tặng ọc đi chẳng về mà tên nhà bạn này chẳng do spawn cái màu bị kia màu tập ra mình collection thôn bạc của anh anh khai thôn bạc còn anh khai thôn bạc là dùng dòng tôi sẵn khe lại dương mà đoàn là vi store hai mình dạy chẳng mang công tờ chẳng ồ bài gì thì tới cam phát ngày nay admin mau propose ấy đấy còn tha quạt tổng ba hàng tham bài vô chúng tôi có mà check out hàng tham bài bạc quạt lên từ hay nơi chưa là cả qua cái lại lưu cùng tờ cho nên á chẳng hàng quạt này ở V store này thì nơi và đợi lấy phí chất mùi như thế đang nên một sai ly nó ngay khơi nhảy nơi và đợi lấy phí chất mùi nó chi mau phải mua số vô giặt để chạm nó ngay ngồi kê vậy nè thôi nhầm xoam này học sự đi anh chơi cô mà wow má má bị nè tính phải bông lên đi ồ mấy che xong rồi bài có thoải mái ta ơi mà cho blog anh nào ôn che cho chẳng vậy tha ta cái sợi xa chứ ta cái phổ đạch tay chẳng vậy tha sầm đẹp nè đại tiệm mà đông pi chật mùi chẳng á anh mà check out ban nè càng thành công thầu ngay nên anh ấy muối hay mùi anh ấy mùi hay gì tới quạt menu thao gì mình chờ mình ta mỗi tiết bật sân này đó nên tinh được thao mà vô chấn đẹp nhung tới mà hàng gì tới hàng này là tại menu mà vô đẹp để chúng mua thao ok fan một lén kẹp cho họ đọc thì rồi discount để mà lòng năng này môn này nè, này là môn này một môn này thùng mai mai rồi chào bạn đây môn này vậy tới gặp tới mau nắng mà lên qua thì nên mau propose tha và bố tới gì bạn việt tha hàng gọi bạn tham mây ok ok nè còn là bạn tham mây phim âm nhạc hơi mà nước bay nhanh chụp là mau hàng ní chụp chài chẳng lên tới hàng nước ngoài tuổi tới hàng nó đại chụp chài mà hàng này chụp được trái mà này trái sát lấy chụp trái sát lấy chẳng chụp hiền à đấy không lên cả chụp mỡ bay chết á à tê mẹ nà nhung nà cái đại can thôi rồi à đấy nhung sẵn đê bà ta à tí tiết nhung nàng phép bì ấy cái ngày bao giờ phốt hàng hay chẳng hay nè tặng ngọt khen mà lên chụp mùi khen thử miền đồng bò này nè tặng ngọt khen miền đồng bò này nè tặng ngọt khen tiết về cất mơ tới nàng này đò do hụt nhung nhung bật lên chàng mà nhung má chui đi giải này không vậy lê miên trần lời riêng vậy khi chọc sập của bà hay chăng nhưng mình đang lo môi trong phía này đó khi ngày mà pay buồn nắng ấy à ngày mà pay buồn nắng dương miên grand opening nơi hàng ở V store bạc quạt nắng hay đặc biệt tới dương nằng miên là cái gì chơi chờ miên non thì thôi miên màu nó hay dương còn trang hai call fan đặc biệt miên màu này chăng sự nghiệp này đặc biệt nên là để miên chậm đạp vào đó ngày pay buồn từ đấy anh mà lấy bán còn từ check in hay chỉ muốn thao thùng chỉ muốn của dương po chỉ public tới hay lại pay V store tới nên là tụi ban ai rót muối hay anh đang sự nghiệp này đại mà hai sự nghiệp từ bố nữa đây sự nghiệp này bắt đầu bị hai sự nghiệp nó như miên là xe xử lý chỉ chờ tiền sự nghiệp chạy chu này đặc biệt tới đang giờ sờ bài mà ban chụp của nhóm máy ban chụp chụp mùi này đó xinh xinh nhé ban còn tiền còn là thò được thôi chắc một lần mau chưa được ngạc nên là ngày phải buồn là nhưng mà tiếc với nhau của dương minh trang như thấy thôi tiếc nên tiếc mình là cái nên tiếc hay dạ đây nè bye bye nè ngày nè cái ông plek bờ sân chỉ trang nhám khô khí ấy ai nè ngày support của dương ấy ai chui tên gì khô khí bán
អាចឆែកមើលនៅជីបងបុកគី Instagram yes ឥឡូវទៅគេហើយទៅពីដោះតាទៅរស់តាទៅរស់ឆ្ងាញ់អូខេទៅទៀតទៅទៀតនាងគាត់លីតែមកដល់ទីហើយអូខេណែណាអូខេឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះវិញហើយកូនមួយមកដល់គេមកដឹកប៉ាប៉ាគេអូប៉ាប៉ាកូនថាមកមកជួយមកអូនសិនណោះគេមិនកូនខ្ញុំទេក្មួយខ្ញុំទេបានតិចច្រឡំមកខាងនិយាយគេណែហ្វាបាយបាយបាយបាយមិនដែរក្មួយខ្ញុំខ្ជូរទេណែណោះមីមែនហើយ Hello 1 2 3 តែនិយាយកောင်းមកបាហមួយបាហមួយនេះទៅជីបំមើអេជីបំនិយាយទៅលាហីក្មួយខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំ9ណា9ឆ្នាំទេបាទហ្នឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើវីដេអូដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកខ្ញុំ support ព្រួយខ្ញុំនឹងព្យាយាមមានពេលតណីខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យគាត់នេះសាអីគេគេហៅគេនារីអាកាសចរមែនមែនជំរាបអ្នកក៏ស្គាល់ដែរអ្នកស្គាល់ក៏ស្គាល់ដែរជិះម៉ូតូស៊ុំ MSX បាទមកជួយរអត់អានេះវា8ឆ្នាំគឺក៏ចង់ចូលវីដេអូរបស់វាក៏ចង់ចេះធ្វើវីដេអូដែរហើយ9ឆ្នាំនោះវាបកាយលេងកង់ BMX អញ្ចឹងវាមិនថាបកាយតែគ្រាន់តែវាមកល្មមហើយដល់ពេលទៅប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ធ្វើវីដេអូឡើងចង់ធ្វើវីដេអូដែរចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹង support គាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើវីដេអូឲ្យខ្ញុំហើយជាអ្នកធ្វើវីដេអូគាត់បន្តទៅថ្ងៃអនាគតពេលដែលគាត់លេងកង់លេងអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយពីគាត់បានថ្ងៃមុនគេលេងកង់ឡើងដូចត្រូវផ្នែកតែហើយមែនស្នេហ៍ទេចៅចៅច្រឡំអូយជានិយាយខុសសោះហើយឥឡូវshow របស់ Lahi នឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបន្តិចទៀតយើងធ្វើការ show ឲ្យគាត់ show ជាកង់ហ្នឹងហើយធ្វើវីដេអូដែរអត់ចង់ខ្ញុំឡើងចង់ធ្វើអីគេជីបំជីបំមកចង់ធ្វើដូចជីជីធ្វើវីដេអូអ្ហ៎បាទបាញ់ជីដេអូហ្វាយលើស្ទៀងដែរបាញ់ជីដេអូហ្វាយទៀតអូខេឡើយបាយបាយណាបាយបាយបាយOkay, អរគុណអ្នកទាំងអស់ដែលតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់បុតលេងកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីបើសិនជាអត់ទាន់ចូលចិត្តទេអ្នកទាំងអស់អាចមើលវីដេអូបន្តទៀតបានដោយខ្ញុំនឹងលេសនៅខាងនេះខាងនេះចឹងហើយអត់ប្រកាសថាយើងត្រូវទៅណាបាទតែយើងគង់និយាយដើមគ្នាមកយើងនិយាយត្រូវតែមិនបាយបាយបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត